Bây giờ tôi nói với anh chị chuyện này. Filter nó là như vậy đúng không? Bây giờ chúng ta còn một số cái nói về annotation, chuyện quan trọng ấy. Và chuyện mà chúng ta làm ở trong manage nó có một số cái là lấy cái mẫu tô từ bên AutoCAD lấy qua như thế nào. Nếu chị muốn xuất bản vẽ ngay trong Revit luôn. Còn chị nếu mà xuất qua CAD thì chuyện gì để nói nữa. Rồi kể cả dạng mấy chị thấy cái bản 2011 nó không có cái trang gọi là analyze. Từ 22 23 trở đi chị mua phần mềm có bản quyền là chị phân tích luôn giống như tôi làm Vasari bữa hôm mấy chị coi á. Bữa hôm coi Vasari rồi đúng không? Coi cái project Vasari chưa? Chưa hả? Chưa hả? Để anh chị coi cái này nha, tôi cho tôi mở đó. Nó là dành cho cái Feta đó. Đây. Team. CEO đâu rồi? Tôi có một cái Vasari Beta bản mới. Bản này mới 1 tháng 9 nó bắt đầu làm gì? Như tôi cho anh chị coi project Vasari với nhiều nhóm quá, tôi biết nhóm như thế nào. Anh chị coi là ví dụ như nó xử lý trong cái Revit mà có bản quyền, anh chị nào thiết kế kiến trúc hay là cơ điện là anh chị sẽ thấy những công cụ nó phân tích năng lượng nó ngay từ concept. Nó tính mô phỏng rồi kể cả thông gió rồi, anh chị nhìn cái chuyện mà tôi làm ở ngay đây. Anh chị bữa trước tôi mở này cho coi chưa? Chưa phải không? Vậy là nhóm khác rồi, phải nhóm này. Nhiều quá không nhớ nhóm nào. Nhớ nhóm nào. Cho nên là nếu là Veta là sống chết với cơ điện và công ty mình sống chết với cơ điện thì chuyện đó là mình phải làm. Thế nên anh chị nhìn là tôi làm một cái anh chị thấy hiểu được cái massing nó có ý nghĩa gì. Cho nên nó từ concept nha, kiến trúc nè, kết cấu nè, cơ điện nè, nó làm luôn một series trong công ty, nó dài ba người thôi. Công ty đừng nói đông hay không đông. Ngày hôm nay cái chuyện là sức mạnh nó không nằm ở chỗ, sức mạnh nó không phải nằm ở số lượng cơ bắp mà là chất xác. Ví dụ anh chị nhìn vô đây thấy nè, thấy giao diện giống Revit không? Đúng không? Tôi mới nói là như vậy nè, anh chị có những cái Vasari, nó có một cái Vasari tôi làm kiểu này. Tôi nói bây giờ tôi bố trí cái mask là cái khối mask mà nó có sẵn ở trong đó. Anh chị muốn chọn, anh chị thay đổi kích thước ở dưới nè anh chị. Anh chị nói bây giờ tôi chọn chữ T và kích thước nó là gì đó, là cho đây là những cái lốc nhà mà ngay từ concept tôi làm. Và tôi nói là bây giờ tôi bố trí cho nó một cái khối khác để đi. Cái chữ là một cái box shape cao cái gì đó, anh chị thấy thông số đây chỉnh được nha, là cái box. Tất nhiên nó là cái mask thì anh chị biết cách làm rồi, còn rừng rú hơn nữa tôi nói create một cái mask và tôi tự làm lấy một cái mask đó là cái hình hình tròn giống như vậy để tôi phóng lên cái trụ và bấm vào đây kéo này lên rồi nó lại vậy đi. Cái mask đó anh chị có thể chỉnh những hình thù rất ghê gớm. Đúng không anh chị? Chị biết chuyện đó. Nhưng anh chị mới thấy là dân kiến trúc và cơ điện nó sẽ làm việc song song với nhau. Nó nói là location, vị trí nằm đâu. Tôi đưa vô đúng cái vị trí ở thành phố Hồ Chí Minh, đúng cái tòa nhà của tôi. Nằm đâu đó tôi nói chứ bây giờ để tôi lấy một cái vị trí ở đây cho anh chị coi nha. Để cái file mà bữa trước tôi làm Seminar nó có một cái đây. Tôi lấy một cái tọa độ của nó, chính xác cái tọa độ nó nằm ở đâu. Tôi lấy cái tọa độ mà tôi làm cái công trình ở bên đây. Đưa cái file nó vô luôn. Gõ chính xác tọa độ trên internet mà nó gì đó. Tôi làm mô phỏng bằng CFD cho nó. Đây. Giả sử tôi có một cái lô đất này nằm ở bên quận 7 là 10 độ đúng không? Đây là vĩ độ và đây là kinh độ, 10.733 đúng không? Còn thằng này là 106.7286 rồi. Vậy thì tôi gõ vô đó tôi nói nè. 10.733 đúng không? Phẩy là 106 độ đông nha, 106 chấm bao nhiêu? Nhiêu vậy? Hai mấy? 7286 đúng không? 7286. Anh search đúng cái vị trí đó cho em cái. Nó chỉ ngay chỗ cầu Phú Mỹ, Tân Phú, quận 7. Đấy, ok. Anh hiện luôn cả hai cái vô một cái đi. Nó sâu chỗ nào đó. Chấm vô chỗ nào đó cho tôi luôn. Ngay gần cầu Phú Mỹ nè. Anh chị thấy cái khu đất chỗ này không? Nó đang kêu tôi nhập chính xác cái tọa độ nó nằm khu đất nằm đây nè. Đâu đây nè. Tôi chấm vô đúng chỗ đó luôn.
đúng không? Do tôi nãy tôi gõ đó cho nó hơi chệch chút xíu nè, chị thấy nó ngay gần cầu Phú Mỹ này. Đúng không? Tôi gõ lại chỗ đó đi. Bao nhiêu? Mình nãy là bao nhiêu? 1 10.733 đúng không? Phẩy 106 chấm mấy? 2 72 gì? Không biết nó tọa độ đó, tôi tính ra 7286. 7286 chính xác cái nhà nằm ở đâu á, nó đẩy vô đó. Nhà nó nói ngay cầu cầu Phú Mỹ đúng không? Nó là trên cái bản đồ có không? Địa hình. Đúng không? Satellite lấy từ vệ tinh xuống luôn. Rồi nó nằm nó chấm ngay đó đó. À, đó cũng được đúng không? Nó vậy thì nằm chỗ đó là giờ à, chấp nhận anh đi. Mấy chị thấy ở đây nè. Ở đây nó có cái nút mà nó bị kẹt rồi, cho nên là không sao, import email nó lấy cái hình đó luôn, nó lấy nguyên cái hình cái khu đất nó vô trong cái dự án của tôi. Vô đi. Nó đẩy vô đây. Xin lỗi nha, Ctrl Z. Cái nhà cái khu đất đó nó nằm ở đây nè. Vấn đề là tôi chỉnh cái căn nhà nó bự quá thôi đúng không? Cái lót nhà tôi chỉnh lại nghiêm túc rồi tôi nói vậy nè. Anh phân tích năng lượng cái nhà này cho em cái. Analyze. Nói là energy setting. Nó làm là anh chị thấy đuối luôn, ngay cầu Phú Bảy Phú Mỹ đúng không? Ngay chỗ đó nè, cái cổng, cái dãy nhà, cái nhà này là gì? Cổng văn phòng hay là cái gì gì đó, là khách sạn hay là gì đó, trường học hay gì đó do mình thôi. Mặt đất nằm ở đâu để tính hệ số phản xạ mặt đất liên quan đến phụ tải lạnh phòng phía đó. Diện tích này, cái conceptual anh làm ơn là tường ngoài tường trong, anh phân tích đó là loại gì, dự lúc mà concept thôi nó biết nào ra nào đúng không? Nó là vật liệu nhẹ, nó là bê tông, nó là gạch hay là gì đó, nó đưa hết tất cả đó vô trong đây, nói ok. Xong nó hỏi anh chị nè, bây giờ anh chị nói là kiếm bao nhiêu phần trăm trên bề mặt này, nói 40%. Các hệ kỹ thuật cơ điện mà anh xài là gì? Anh về là hệ thống VAV Central để quản lý trung tâm lưu lượng thay đổi rồi đó, vô bên nói ok vậy được, là xài đó đi. Thì lúc đó anh chị mới nói là bật cái mô hình phân tích năng lượng đó lên và phân tích, thì lập tức nó gửi cái kết quả này lên trên internet. Nó nói ok, nó còn chỉnh sửa gì đó, dạ để em sửa chỗ này, em thấy 40% kiếm. Tôi đặt tên nó là B. Tên là B do tôi tính, nó continue 40% kiếm. Rồi nó tính. Chị thấy nó làm nhiều cái ghê gớm, ai da nó bị cái lỗi chỗ này rồi. Đây nè, tôi làm như vậy thì cuối cùng tôi mới coi được cái kết quả đó, tôi gửi lên nó tính, thì lúc đó anh chị thấy tôi có tính một số cái này nè. Đây, tôi có một cái project số mấy đó. Nó làm giống vậy là nó đẩy ra kết quả như vậy. Một năm anh thải ra bao nhiêu tấn khí gây hiệu ứng nhà kính? Năng lượng anh tiêu tốn trong đó, chi phí năng lượng trên là do cái gì, anh xài bao nhiêu tiền? Nó tính giá điện ở thành phố là bao nhiêu sen? Ở Việt Nam là nó tính ra giá điện là bao nhiêu sen trên một kWh. Anh sưởi ấm lúc nào, anh làm lạnh thì mỗi cái, làm lạnh thì anh bị tốn máy lạnh, anh tính năng suất nó vô cái gì? Do lọt gió từ bên ngoài, do dẫn nhiệt ở trong này, nó nói dạ thằng cái window solar và window conductivity, tức là dẫn nhiệt qua cửa sổ và bức trực xạ mặt trời qua cửa sổ là lớn lắm, anh nhìn ở đây nè. Lúc đầu cái người thiết kế là có cái khái niệm, có cái concept đó, để lập tức là chỉnh lại, chọn phương án khác, phân tích lại. Đồng thời cái khối mát đó nó đưa qua cái anh structure, nó chạy cái structure generator, nó tạo cái kết cấu đó, phân tích tính toán ra. Lập tức cái mô hình đó nó đưa song song lúc đó, nó đưa qua mô hình của Revit MEP, nó phân tích năng lượng ở bên đó, tính là phụ tải lạnh là bao nhiêu, tính ra giá tiền là bao nhiêu, là bóc tách khối lượng, bóc tách tính toán các chi phí, ráp những anh chàng đó ra cái giá nó không có tối ưu, thì lập tức là sửa bên này kiến trúc cùng sửa với bên kia. Chị nói nó làm nguyên một series nhìn rất đuối. Monthly fuel consumption, tiêu tốn sử dụng mức độ tiêu thụ nhiên liệu trong tháng đó để phục vụ cho cái tòa nhà đó. Điện năng consumption, đúng không? Cái hoa gió hướng nào? Bây giờ tôi mới cãi bên kia được chứ. Nó nói nó đặt đa chinh, nó nói là cái nhà này nè, anh lấy lúc mấy giờ gió, vận tốc gió là bao nhiêu, nó anh xài bét rồi. Bắt đầu phải cãi. Nhưng mà Singapore là muốn nói gì nói, là ví dụ vậy, nó nằm ở Singapore gửi kết quả nói qua đây. Bắt đầu là ngồi với lại mấy cái đơn vị làm, mấy cái đơn vị mà nào chủ đầu tư này đúng không? Rồi tư vấn thiết kế cơ điện kiến trúc gì đó là ngồi nói vô đây muốn cãi rồi vô đây ngồi. Bắt đầu phải cãi nói nè, nó lấy hướng gió lúc đó mấy giờ, vận tốc gió là bao nhiêu, cãi là tâm phục khẩu phục. Lát tôi làm gì coi.
làm vậy để làm gì? Cuối cùng là gì? Ví dụ nó nói là để được cái sự get approval từ cái stakeholder, từ cái người liên quan trong dự án đó, người owner, những người đó mới cho hoa gió. Nhìn đuối chưa? Nó làm vậy, nó nhìn mấy đuối xong nó nói chưa có đâu, đây nè, bây giờ em bật cái này lên show match form. Bây giờ anh tính bức xạ mặt trời trên cái nhà này cho em. Nó phân tích liền. Nói dạ anh tính là giá trị tích lũy của nó là watt giờ trên mét vuông, solar radiation. Mình cho nó là cái này đi, nói tất cả các mặt trên này. Để quan xin lỗi anh chị bật cái mặt trời lên đã, sun bat on. Mặt trời đây nè. Đúng không? Để tôi set lại cái mặt trời này cái đã. Sun setting. Cầu Phú Bỉ. Ngày hôm nay today lúc 10 giờ sáng, 9 giờ sáng, 10 giờ sáng. Mặt trời nằm chỗ nào? Đấy, dạ, mặt trời đang nằm hướng này nè. Nhìn ha. Phân tích năng lượng mặt trời trên cái vách đó. Mấy anh chị thấy. Thấy chưa? Vô đây đúng không? Lập tức nó sẽ kết hợp với, cho nên là cái anh chị nào làm cơ điện kiến trúc sẽ thấy cái lớp Ecotech ở phía sau á. Nói cho nó tới. Vì tôi chỉnh cái cửa sổ vậy, tôi tính cái chuyện chiếu sáng, độ rọi trong đó là bao nhiêu. Tôi tính bằng nhiều phương án khác nhau, lúc tôi bố trí đèn, tôi đặt đèn và tôi chiếu sáng tự nhiên, đó là chỗ đó, đó đâu, trên cái mặt phẳng làm việc đó, cái đó là bao nhiêu lít. Đèn gì là do tôi chế, anh chị thấy nó ra này xong mới nói nè, anh đặt hoa gió ở đây cho tôi cái. Đấy, hoa gió này là khu quận 7 đó nha. Quận 7 nha. Nó nói nè. Quận 7 vận tốc gió chỗ này là tính mét trên giây nha. Tháng mấy là nhiều nhất mấy anh chị? Từ 26 đến 30 mét trên giây. 30 mét trên giây vận tốc gió mấy? Nói nè, đây nè, tôi muốn là tháng nhiều nhất là tháng 4 và tháng 3, tháng 4. Từ mấy giờ đến mấy giờ anh chị? Mấy giờ? Anh chị kéo lên đây anh chị thấy nè. Win series chỗ này. Mấy giờ? Dạ, nó nói về cái khúc này là từ 13 giờ đến 17 giờ 45 phút. Trong cái ngày này, từ ngày 5 tháng 3 đến 30 tháng 4. Cái số liệu này anh nhìn thấy hướng gió là hướng này. Gì nữa? Nói lock của nó vô vị trí đó luôn đi. Đẩy nó vô trong dự án. Chị thấy nó vô nè. Thằng kia là tâm phục khẩu phục luôn. Nó đẩy cái nhà đó, nhìn cái lock nhà đó mới tính là cái khoảng mở, tôi khoe khoảng mở trên tường đó, gió vô vận tốc là bao nhiêu. Tiếp tục tôi lại sử dụng tới là CF design, CFD simulation tôi mô phỏng. Và anh chị thấy vận tốc gió đây là không cãi được nha. Hướng nào là không cãi được nha. Ngày nào là cũng không cãi được luôn rồi đó. Lấy gì cãi? Rồi nó nói hoa gió vô đây nè cưng. Vậy thì tôi biết cái hướng này nó là như vậy đúng không? Cái hướng này nó nằm như vậy thì anh nói ok vậy thôi, đâu có gì đâu. Anh cho em một cái wind tunnel. Hướng gió đúng cái hướng đó, em muốn nhìn gió đi qua cái khu đó làm sao? Nó nói đây nè, coi đi. Anh chị thấy đây ha, đúng không? Nói là hướng gió là hướng này nè. Vận tốc gió là như đây nè, nãy mình biết bên kia là khoảng chừng 20 mấy mét trên giây đó. Cái cao độ nó nằm ở đây nè, ở cao độ là mấy. Thì lúc đó mấy anh chị mới nhìn thấy ở trên này. Xin lỗi anh chị, nó quay hướng nào. Gió qua cái lóc nhà đó kiểu nào. Hiểu không? Nó cho anh chị biết nè, ví dụ như đây nè, anh chị thì hiển thị cái gì. Nó làm nhiều cái kinh lắm luôn. Thôi mà để cái chuyện đó tính sau đi. Dân điều hòa không khí mà tính toán, nói bây giờ áp lực gió nó là tính bao nhiêu pascal trên 1 mét dài thì độ lọt gió vào đó là bao nhiêu lít trên giây. Hỏi cái chuyện đó mà trong trường đại học đố dài. Đi ra ngoài thiết kế nói là tôi chọn là ngày nóng nhất trong tháng là 21 tháng 4 lúc 13 giờ 15 giờ. Nói khỏi đâu ra vậy, nói kinh nghiệm không có đưa vô sơ thiết kế được. Khỏi cài. Thì nó cái kiểu đó vậy, anh chị nhìn thấy gió đi qua trong không gian đó. À như vậy thì lúc đó tôi mới mô phỏng, tôi nói là cái này là thông gió qua cái khu dân cư này nha. Nhưng mà nhà tôi nó có những cái khoảng mở mà trong này nó có máy hay là cái lò gì đó nó sinh ra nhiệt, thì trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức ở trong không gian này, em nhìn gió đi. Máy lạnh đặt ở trong này nè, miệng gió thổi xuống. Gió đó nó
cái giới cột áp động đó, giới lưu lượng đó nó đi xuống chiều sâu bao nhiêu trong cái phòng đó, phủ một diện tích là bao nhiêu và trường nhiệt độ trong không gian này. Chỗ ngồi chỗ này rất lạnh mà ngồi chỗ đi nhiệt độ nó không có, nó nóng quá, lúc đó phải phân phối lại thiết kế hệ thống không mua gió lại.